Xin chào toàn thể các bác nhé. Trước mặt anh em đây là những cái dòng loa đến từ thương hiệu BS Audio. Đấy, và mã model của nó là BS 9000. Đó, và hôm nay thì chúng em thanh lý hàng bom anh em nhé. Đấy, thanh lý hàng bom nó luôn với anh em như vậy. Hàng bom thì hiện tại ấy, thì duy nhất là có vận chuyển đi, thì như vận chuyển ở đây là em đã vận chuyển bằng xe khách, cho nên là cái thùng nó cũng không phải là quá lát. Đấy, còn bên trong đấy, tức là cái vỏ cắt tông bên ngoài nó không phải là quá lát đâu, nhưng bên trong tất cả loa này là tất cả nó đều là mới 100% nhé, tất cả đều mới 100% và bảo hành cho em 12 tháng. Đấy, và giá ở đây thì em đang bán là 9.800.000. Đấy, thì khách đã cọc cho em là 2.300.000 rồi, 2.300.000 rồi. Đấy, thế thì còn lại là 7.500.000. Đấy, anh em nào mà chốt trong cái video này nhá, em để cho em giá đúng 7.500.000. Đấy, tức là khách đã cọc rồi, cọc 2.300.000 nhưng không lấy, cũng không hiểu vì lý do gì. Đấy, nhưng không đấy, thế thì em trừ luôn cái tiền cọc vào cái tiền loa này. Đấy, em nào lấy thì sẽ lời ra được 2.300.000 luôn một đôi loa này nhé. Giá chỉ có 7.500.000 thôi. Đấy, với kích thước là bát 30 anh em nhé, bát 30 đã, bát 30 và một chép. Đây là dòng nó full này. Rồi đằng sau đây thông số của loa thì em đọc luôn cho anh em này. Thông số của loa là mã là model là XS 9000 này, công suất là 300W. Đó, và trở kháng 8 ohm, độ nhạy anh em nhìn này, độ nhạy lên tới 98 decibel. Đấy, độ nhạy 98 decibel thì anh em thấy rằng là cái dòng loa này á, chúng ta rất là dễ ghép âm ly hoặc là cục đẩy đúng không? Đấy, bởi vì là độ nhạy nó rất là cao nên là cái công suất nó ăn không nhiều. Đặc biệt ấy, cái dòng loa này thì nó sẽ sử dụng là chép neo anh em nhìn này. Dòng chép nó rất là đẳng cấp luôn anh em nhìn nhá. Đó, đều có mã model là S9000 này. Công suất là 50W và trở kháng 8 ohm anh em thấy không? Nhìn cái củ chép của nó sướng, gọi là nhìn cực kỳ là đã tay luôn anh em. Đó, chép neo nhá, công suất ăn rất là nhẹ. Đó, đúng không? Đấy, một dòng loa là mới 100% là mới luôn, chứ không có từ 199 nhé. Đấy, đây là dòng loa mới. Đó, đây là củ bát này, từ của nó đến kích thước là từ 190. Đấy, cái dòng loa này em đã test rất là nhiều cho anh em rồi. Đó, anh em quan tâm thì em sẽ gửi video test cho anh em. Đó, test rất là kỹ rồi nhé. Đó, đây, anh em nhìn này. Thấy không? Đó, từ rất là đẹp. Và cái dòng này thì em đang có 2 đôi nhé, khách bỏ cọc 2 đôi. Đó, vì anh em làm mà chốt thì liên hệ luôn cho em. Đấy, anh em nhìn này, côn nhẹ này. Đấy, và đặc biệt cái màng của nó rất là đẹp. Đây em sẽ quay lật ngửa lên cái màng này. Đấy, anh em nhìn này. Đó, màng loa thế này mà đẳng cấp nhé. Đó, gân 3 sóng này, sơn vải tầm dầu này, gân vải tầm dầu. Anh em nhìn này, đẹp không? Đó, rất là chất luôn. Đấy, hàng bao đẹp, bát 30 nhé anh em nhé. Đó, rẻ hơn cả bát 25 luôn ạ. Đây, bông tiêu âm này cũng chất lượng này, bông rất là dày đúng không, chứ không phải là một loại bông mỏng. Còn bên trong này nó chính là phân tần. Phân tần nó sẽ có bao gồm là 2 con cản này, đấy, 3 con tụ, một con trở xứ này. Đây là chỉ 1 con trở xứ thôi, anh em thấy không? Đấy, phân tần nó cũng rất là đẹp. Để em zoom cho anh em xem này. Đấy, các bác nhìn xem. Đó, tất cả được kiểm chứng QC base hết rồi nhé. Anh em nhìn đẹp không? Rất đẹp. Đấy, đây là một dòng loa mà quả là cơ hội rất là hiếm có để anh em bỏ cọc một số tiền như vậy, mà em cũng không hiểu lý do gì mà anh em bỏ cọc đã không lấy nữa. Đấy, thế thì trong cái dòng loa này thì em bao test cho anh em không chất âm nhé. Đấy, giá mới của nó là 9.800.000. Đấy, em thanh lý cho anh em 2 đôi giá 7.500.000. Đấy, anh em nào mà làm luôn được cả 2 cặp thì là tốt nhất, 15 triệu. Đó, làm luôn được cả 2 cặp thì là tốt nhất, 15 triệu, 2 đôi loa bát 30 hàng chính hãng của BS. Đó, tiếng rất là hay. Mà giá thì như thế này là giá lợn chết rồi anh em, giá lợn chết rồi. Đấy, mua một đôi rẻ ngay được hơn 2 triệu. Đó, ok chưa? Bảo hành cho anh em 1 năm. Đấy, anh em có nhu cầu mua sắm thì liên hệ trực tiếp từ Tuyên Vũ để tư vấn hỗ trợ nhé. Và xin chào anh em.